Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Cái cô người thứ ba này á, thì cô yêu một người đàn ông có vợ và đến bây giờ cô đang rất là khổ đau vì cô không thoát khỏi được vấn đề như thế này và cô vẫn có cái sự oán trách, hờn giận bởi vì người đàn ông đó lúc đầu tiên á, đã làm cho cô yêu, đã tán tỉnh cô đến mức mà cô không chống đỡ được nên cô mới lao vào một cái mối tình như thế này. Bây giờ cô muốn dứt ra thì trái tim đã lỡ yêu nên con tim nó lạc lối. Bây giờ con đường đi với cô là không thấy được nữa rồi, cô thấy mờ mờ thôi và cô không bước ra được khỏi cái mê cung tình ái đó, cứ đi ra rồi lại đi vào, bỏ rồi lại không bỏ, bỏ rồi lại không bỏ, rồi lại không bỏ, cứ lòng vòng trong cái bỏ và cái không. Và bây giờ cô sống rất là khổ, từng đêm khóc nhớ người ta rồi oán hận rồi trách mình hận người, với những cái trạng thái như vậy làm cho cô rất là khó sống, khó thở và khó nghĩ nữa. Bây giờ chia sẻ với em những cái cảm nhận của em á, thì rõ ràng là với một người đang thất tình, đang khổ sở thì sẽ như thế. Đó cũng là một cái bài học để cho em ngấm những cái sai lầm của mình. Đó cũng là một cái sự trừng phạt để chúng ta nhận thấy rằng cái cách suy nghĩ của chúng ta không đúng, cái mục tiêu đeo đuổi của chúng ta nó không có đúng. Thế nên là người ta mới bị đau khổ như vậy. Còn khi các bạn có người yêu, người tình hoặc người chồng mà hợp lý, đúng đạo, đúng đời á, thì có những cái nỗi khổ đau nhưng mà cái nỗi khổ đau nó khác hẳn với cái nỗi khổ đau dày vò, nỗi khổ đau thống thiết, nỗi khổ đau đến mức mà nghẹn ngào, nghẹn thở. Đấy là những cái vấn đề khi mà sống sai, yêu lầm người, yêu không đúng lúc và cứ sống mãi trong sự cố chấp của mình, các bạn sẽ bị những vấn đề như vậy. Thậm tệ hơn, sai hơn nữa là trầm cảm. Bởi sao? Mình muốn mà không đạt được thì mình sẽ bị đau khổ. Cầu bất đắc khổ, nó mang đến những nỗi khổ tâm cho các bạn là như vậy. Bây giờ nói về cái hướng bạn làm sao không buông được người đàn ông đó. Thật sự ra người đàn ông đó cũng chẳng có cái gì để bạn nắm giữ hết. Người ta không hề hứa với bạn là sẽ bỏ vợ lấy bạn. Người ta không thể chọn bạn để làm vợ người ta, bởi vì bạn thiếu những cái yếu tố và những cái kỹ năng để làm vợ. Bạn có thể phù hợp với việc làm nhân tình, bạn sẽ phù hợp làm một cô gái trà xanh hoặc là làm rau sạch hoặc là bông hoa dại hơn là làm một người vợ. Xin lỗi là tôi nói như vậy không có nghĩa là chà đạp các bạn, nhưng bạn thử nghĩ xem, người vợ là phải chịu được cái tính xấu của họ. Người đàn ông mà bạn đang yêu trước đây là thần tượng của bạn đó, nhưng khi mà bạn hiểu kỹ về họ, bạn có nhiều thời gian bên cạnh họ, họ đâu còn đẹp như những gì bạn đã tưởng tượng trong quá khứ, đúng không nào? Thì bây giờ bạn phải hiểu rằng người vợ của họ vẫn sống với một người đàn ông giống như cái cách bạn cảm nhận thực sự như thế này, nhưng mà họ vẫn sống với người đàn ông đó. Phải chăng là người phụ nữ đó có những cái sức mạnh khác và phi thường hơn bà, đúng không nào? Họ là vợ, họ đã có con với người đàn ông đó, họ đã chấp nhận người đàn ông đó và họ phải nhiều khi cũng chữa lành để mà có thể sống bên cạnh người đàn ông như vậy. Bạn thì đang khổ đau vì người đàn ông đó mà bạn chưa có con với họ, bạn chưa trải qua sóng gió với họ, bạn chỉ là yêu họ và họ không thỏa mãn những cái vấn đề dành cho bạn. Bạn đã như vậy rồi. Bây giờ để mà nuôi sống bạn thì chỉ cần nhắn tin cho bạn là bạn sống rồi. Bạn chỉ cần anh ta nhắn tin cho bạn là bạn đã có thể vui vẻ cả ngày. Vậy thì rất là dễ làm cho bạn ngày một sai hơn. Bởi vì sao? Bạn cần cái điều đó giống hệt như là oxy vậy đó. Bạn cần như vậy thì anh ta đáp ứng cho bạn như vậy. Vậy là bạn chỉ cần như thế thôi và anh ta cứ nhắn tin hàng ngày với bạn lén la lén lút vậy, và khi cần á thì hú bạn ra khách sạn. Nhắn tin cho bạn ra khách sạn. Bạn thấy cái mối tình người thứ ba, tôi kết luận đơn giản á, nó chỉ là cái mối tình mà lén lút rồi lập lờ, rồi đưa nhau vào khách sạn lượn lờ một xíu xong rồi về. Đó, nó rất là xấu. Nếu mà thực sự bạn là cái người mà đã có cái hương vị trải tình yêu á, thì bạn sẽ thấy là ủa, tại sao trước đây mình yêu một người, mình được đi ăn kem, mình được đi chơi, rồi mình đi phượt, rồi mình đi vui vẻ lắm. Tại sao mình yêu cái người đàn ông có vợ này, mình chỉ có hai nơi đến thôi. Thứ nhất là nơi mình ở và nơi anh ta hẹn là khách sạn thôi. Cái mối tình khách sạn này nó chỉ là như thế thôi. Nó chỉ là như vậy thôi, bởi vì anh ta không có nuôi dưỡng bạn trong một cái môi trường trong lành, mà nó được nuôi dưỡng trong khách sạn. Một cái môi trường trong khách sạn để nuôi dưỡng tình cảm, bạn cho rằng nó là như thế. Nhưng mà thực tế là khách sạn nó chỉ nuôi dưỡng cái tình dục thôi. Tại vì anh ta đến đó nó vừa kín đáo, vừa xong việc, vừa đạt được cái mong muốn của anh ta. Nói thẳng ra là như vậy. Không hề nói xấu người đàn ông của bạn nha, mà nói đúng về người đàn ông của bạn. Nó là như vậy. Bạn chỉ là một cái cô gái chờ anh ta nhắn tin thổi vào cho bạn những ngọt ngào, những cái viên đường rơi, rồi đưa cho bạn một chút hy vọng. Tức là
anh ta để cho bạn đói thật đói, xong anh ta tung cho bạn vài tin nhắn, bạn vui cả ngày. Sau đó anh ta hẹn bạn vào trong khách sạn, bạn ở, bạn trở thành một cái cô gái đi vào trong khách sạn, từ nhà đến khách sạn, từ khách sạn đến nhà. Cái mối quan hệ nó chỉ có nhiêu đó thôi. Mấy năm cũng chỉ như vậy. Anh ta gọi điện thoại cái ra khách sạn, nhắn tin cái ra khách sạn. Em ơi, mình đi khách sạn nhé. Yes, cái đi ra khách sạn. Nói chung là từ khách sạn đến nhà bạn, không có cái gì hơn. Vậy thì sao? Vậy thì mình nên bỏ. Mình nên bỏ là đúng. Trong cái tình huống khi mà bạn cứ say đắm đuối với một người thì có thể thấy rằng như thế này nè. Kiến thức chọn lựa quá kém, không có cái cách hành xử để chọn cho mình những điều tốt đẹp. Em là cô gái đẹp nhưng không biết chọn cho mình cách sống đẹp thì cuộc đời em bẹp dép. Em hiểu không? Con người hơn nhau á là ở chính mình chứ không hơn nhau ở người đàn ông. Có nhiều người nói rằng á mình hơn nhau ở tấm chồng, nhưng thực tế ra người đàn bà không hơn bản thân người khác. Do chính bản thân người đàn bà đó thì người đàn bà đó không có khả năng để chọn thằng chồng giỏi. Bạn hiểu không? Cái người đàn bà đã có cái nhận thức kém thì không thể nào chọn được ông chồng giỏi. Nếu mà có đi nữa thì là cái duyên phận rủi ro may mắn của họ. Còn có những người vẫn chọn lựa cho mình và họ quyết tâm chờ đợi cái người đó chứ không có đốt cháy giai đoạn để có đại một thằng chồng. Bạn hiểu không? Trong kinh Pháp Cú có câu nói rằng, có câu dạy rằng ở đương đời nếu không tìm được bạn đời hơn mình hoặc bằng mình thì quyết ở một mình chứ không làm bạn với kẻ ngu. Người đàn ông bạn đang yêu không phải là kẻ ngu, nhưng mà bạn lại là kẻ ngu trong cái mối quan hệ này. Tại vì mình đi vào đó, mình không được cái gì, mình không có được cái gì ngoài cái sự khổ, sự nhục và sự hèn của mình ra hết. Bạn phải nhìn rõ cái vấn đề như vậy mà mới có thể đủ dũng khí để buông. Mối tình của bạn là mối tình khách sạn, không hề có lãng mạn, chỉ là khách sạn và nhà của bạn thế thôi. Để mà duy trì một mối quan hệ như này, anh ta sẽ không bao giờ dám bỏ vợ để đến với bạn. Bạn chỉ là một cái đối tượng để cho anh ta thỏa mãn những cơn dục vọng của anh ta, mà vợ anh ta đang không đáp ứng được trong thai sản, hoặc vợ anh ta bị bệnh, hoặc chính bản thân anh ta xem bạn là một công cụ. Nói thẳng ra, nói rõ hơn nữa là một búp bê tình dục biết đi. Nếu mà bạn mà hiểu đúng và hiểu rõ mình như thế thì bạn mới thấy tự gớm bản thân mình, tự ghê con người của mình, và bạn mới có đủ cái sức mạnh để vượt qua được những cái yếu hèn của bản thân. Bạn thấy đó, cái mối tình của bạn nó từ nhà đến khách sạn, từ khách sạn về nhà có nhiêu đó. Đó cũng lại trong một ngang tay, khách sạn, nhà. Gặp anh ta thì đến khách sạn, xong gặp xong khách sạn quay về nhà, rồi khổ đau, rồi lại mong nhớ thì đến khách sạn. Yêu anh ta thì đến khách sạn, muốn quan hệ với anh ta thì đến khách sạn, muốn được anh ta yêu đến khách sạn. Có nhiều đầy lại trong một ngang tay. Đó, đó. Cái mối tình của bạn nó ở trong một ngang tay nhà với khách sạn. Bây giờ hỏi anh ta có yêu bạn không à? Mà người thứ ba nào cũng mong muốn là người đàn ông có vợ khác yêu mình. Yêu mình để làm gì? Làm khổ mình, làm nhục mình thêm chứ làm cái gì? Anh ta yêu bạn đó nhưng mà không chọn bạn. Anh ta yêu bạn trong cái giây phút tình dục. Anh ta chọn bạn là cái đối tượng tình dục. Nhưng mà hỏi anh ta bỏ vợ để lấy bạn không? Không. Nếu mà bạn nói rằng anh ta yêu bạn, giờ tôi hỏi bạn nè. Cái công ty bạn đang làm á, bạn chưa muốn bỏ nó vì sao? Vì nó vẫn còn có lợi với bạn. Nhưng mà một khi mà nó tệ với bạn, hoặc là bạn cảm thấy bất mãn với điều gì đó, bạn sẽ nghĩ đúng không? Bạn chưa nghĩ là bởi vì nó vẫn còn có cái gì đó có lợi cho bạn. Cái mối quan hệ này cũng vậy. Bạn không muốn bỏ nó bởi vì sao? Nó vẫn đem đến cho bạn cái sự khoái lạc trong khách sạn. Bạn vẫn đam mê những cái phút giây tình dục trong khách sạn. Và bạn vẫn nghĩ rằng là anh ta có thể là bỏ vợ để lấy bạn. Còn nếu mà bạn nghĩ rằng anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ để lấy bạn thì mối tình của bạn nó chỉ là như thế này thôi. Nó chỉ là khách sạn thế thôi. Bạn đến khách sạn để có được anh ta. Bạn muốn quan hệ tình dục thì đến khách sạn. Bạn muốn ngủ với anh ta thì đến khách sạn. Và cuộc đời của bạn nó chỉ là khách sạn. Bạn hiểu không? Tại vì bạn không có đủ kỹ năng để đủ sức mạnh nhấc anh ta ra khỏi gia đình. Bạn chưa có đủ khả năng đó. Bạn không thể làm được điều đó. Thế nên là một người thông minh á, mà biết rằng mình phải quá khổ nhọc để có được một người đàn ông gọi là hư hỏng, một người đàn ông phản bội, một người đàn ông ngoại tình, thì nên dừng lại. Gọi là trong 36 phương pháp gọi là binh pháp tôn tử á, thì cầm dép lên mà chạy là nhanh nhất, là thượng sách với bạn. Trong trường hợp này là như vậy. Bạn hỏi có hy vọng gì không? Khi mà bạn còn ở trong một mối quan hệ khách sạn á, thì không có hy vọng gì hết. Bạn được người đàn ông đó chu cấp tiền bạc nè, bạn được người đàn ông đó ngủ qua đêm với bạn nè, bạn được người đàn ông đó ở với bạn mà bỏ vợ luôn nè, bạn được người đàn ông đó coi như là chăm sóc, yêu thương, nuôi dưỡng, thực sự là anh ta hy sinh cho bạn, thì bạn mới có được tình yêu của người đàn ông.
Còn cái mối quan hệ tình dục này á, nói đúng hơn là tình dục, anh ta vẫn có tình cảm với bà, nhưng mà ở cái mức phát triển lên gọi là tình yêu, gọi là chọn lựa bạn để làm vợ, thì bạn không phải là cái đối tượng phù hợp. Bạn hiểu không? Cái điểm mà bạn cần phải nhận ra là bạn không phù hợp làm vợ anh ta. Đó. Chính vì vậy nên là có nhiều cô gái nên nghe cái video này để mà thông não, để đừng có bao giờ nghĩ rằng anh ta lừa mình. Chính bản thân các bạn đang lừa dối các bạn. Bạn cho phép anh ta lừa dối các bạn thì các bạn mới trở thành một nạn nhân của anh ta. Chứ nếu mà người ta nhìn rõ cái vấn đề là anh ta không hề hứa hẹn là kết hôn với bạn, thậm chí người đàn ông hứa hẹn với các bạn cũng không nên tin nữa, tại vì anh ta chỉ nói mà không làm, anh ta không hề làm cái điều gì mà thực hiện cái điều anh ta nói. Anh ta nói là anh sẽ cưới em, cưới mà không thấy ghê cho gặp cha mẹ, không thấy gặp đồng nghiệp, cũng không thấy có gì xây dựng với mình. Và cao hơn nữa là một cái dạng nữa lừa gạt nữa, là cho gặp bạn bè, cho gặp mọi người hết, rồi cuối cùng mượn tiền của người thứ ba. Bạn hiểu không? Nghe nghe kỹ chỗ này nha, nghe kỹ chỗ này nha. Thế nên là tùy theo cái cấp độ mà người đàn ông kia có thể xem người thứ ba là một đối tượng để lường gạt. À, bạn thiếu tình, bạn khác tình, chỉ cần nuôi dưỡng bạn bằng tin nhắn thì sẽ chiến thắng được bạn. Bạn sẽ đem thân ra phục vụ người đàn ông đó, bạn yêu người đàn ông đó, rồi bạn không cho mình một cơ hội, cứ chê những người đàn ông xung quanh hết đó. Thấy một người đàn ông hoàn thiện, bạn biết tại sao người ta hoàn thiện không? Người ta được vợ, người ta uốn nắn, người ta sống với vợ người ta nên người ta mới trở thành một người đàn ông như thế. Còn những cái anh chàng mà ở bên cạnh bạn á, anh ta không được như người đàn ông đó bởi vì anh ta chưa có vợ. Bạn hiểu không? Bạn lấy một người đàn ông đi, lúc đầu tiên anh ta cũng chỉ là một cái cậu con trai nô kề nô cảnh, một người đàn ông chẳng nghĩ gì, vô tâm vô tư, nói chung là một người đàn ông không hoàn thiện. Nhưng bạn sống với chồng của bạn, tự nhiên người đàn ông đó thay đổi cùng với bạn, trở thành một người đàn ông hoàn thiện để phù hợp với hôn nhân. Thì cái lúc này người đàn ông đạt chuẩn thì những cái cô gái khác mới nhòm ngó tới. Còn anh nào á mà chưa lấy vợ thì anh đó cũng nhìn nhếch nhác, anh đó nhìn cũng xấu, anh đó nhìn cũng không có gọi là đạt form của đàn ông. Đó. Nhưng mà vào tay của vợ trở thành một người đàn ông đĩnh đạc hơn, coi như giỏi hơn. Vì sao? Vợ người ta uốn nắn, do vợ người ta đòi hỏi, do vợ người ta trau dồi. Chứ sống với cha mẹ thì không có cái sự cọ xát đó, chỉ là lý thuyết thôi. Lời nói suông thì nó không có thuyết phục được cái tình hợp là phải trải nghiệm thực tế. Thế nên đó là những cái gì tốt đẹp mà người khác, người đàn bà khác á, người ta đã tạo sẵn á, thì đó là mảnh đất của người ta. Còn em chưa làm á, thì em nên chọn cho mình một cái đối tượng phù hợp, một cái người để kết hôn và người đó sẵn sàng dành cho em á, thì nó sẽ đúng hơn trong cái việc mà em cứ ngưỡng mộ yêu chồng của kẻ khác, rồi em vun đắp cho những cái vấn đề của kẻ khác, và cuối cùng là một mình em chơi vơi ở cái nơi sa mạc của chính mình. Đó là những cái vấn đề mà em cần phải nhìn ra. Khi nào mà em nhìn thấy rằng cái hành động mình là người thứ ba là cái hành động xấu xa, là một cái điều tồi tệ, là một cái điều đáng ghê, đáng nhơ nhớp, đáng tởm lợm, em cảm thấy ghê tởm chính mình, em ghê tởm về cái cách suy nghĩ của mình, em nhận ra mình sai thì em mới dừng lại được. Còn khi mà em đã thấy rằng làm người thứ ba cũng đâu có gì sai, bây giờ lấy chồng ai cũng phản bội ngoại tình, thôi tôi cứ làm người thứ ba cho sướng, được người đàn ông dẫn đi khách sạn, rồi được người đàn ông nhắn tin từng đêm, rồi hả không cần phải hầu hạ ai hết, rồi cũng chẳng cần phải có con. Nếu mà em có tư duy như vậy thì chính xác là những tư duy của em rất là phù hợp với kẻ thứ ba, và em sẽ là cái người tạo ra cho chính mình những cái sự khổ đau đó. Tại sao em mong muốn như thế, em sẽ có cuộc đời như thế. Em muốn trở thành một người đàn bà trong khách sạn thì em sẽ trở thành một người đàn bà như thế, mãi mãi như thế. Thế nên là em đừng có đổ lỗi cho anh ta, chính anh ta trở thành kẻ xấu bởi vì em đã tạo điều kiện cho anh ta trở thành kẻ xấu. Nếu em không đi khách sạn với anh ta sẽ dẹp em liền, anh ta sẽ đâu cần em nữa. Nếu mà anh ta yêu em, anh ta đã không dẫn em đến những chỗ đó. Thật ra cái vấn đề quan hệ tình dục á, là cái điều mà người đàn ông cần, nhưng không phải là tất cả. Và nếu người đàn ông đó chỉ đến với em vì tình dục, và khi em ngắt tình dục thì anh ta sẽ bỏ em luôn. Vì sao? Anh ta cần tình dục, anh ta không có yêu em, anh ta không có nhu cầu yêu em. Em đừng có tưởng là người đàn ông quan hệ tình dục với em là yêu em nha. Tôi đã từng gặp một cái trường hợp, một cái người phụ nữ đã quan hệ tình dục rất là nhiều năm với người đàn ông, nhưng người đàn ông đó không có yêu người đàn bà đó. Và cái cô đó rất đau khổ, cô hỏi là nếu anh không yêu em, sao anh cứ ở với em hoài vậy? Tại vì anh ta có nhu cầu. Và anh ta trả lời thẳng một câu rất đau với cái người phụ nữ đó là em có nhu cầu. À, anh ta lại bây giờ anh ta đổ thừa là do em có nhu, chẳng lẽ giờ người ta anh nói thẳng em có nhu cầu tình dục em rủ anh cũng có nhu cầu tình dục anh đến cùng với em, chứ anh không có nói yêu em. Từ trước giờ anh chưa bao giờ nói yêu em, anh chưa bao giờ hứa lấy em, anh chưa bao giờ nói rằng em sẽ trở thành vợ của anh.
đúng không? Thế là người vợ đó, à quên, xin lỗi, thế là người đàn bà đó bị cứng miệng, bạn hiểu không? Đó, thế nên là phụ nữ đừng có tưởng đàn ông ngủ với mình, lên giường với mình là đàn ông yêu mình nha. Chỉ có người đàn bà như thế thôi. Bạn không hiểu rõ về giới tính, bạn không hiểu về vấn đề của người đàn ông, bạn không hiểu về tâm lý của người đàn ông á, thì bạn chỉ là cái cô gái đến từ nhà đến khách sạn mà thôi nha. Thế là tôi mới nói với các bạn, có những người thứ ba chỉ phù hợp với cái vị trí là người thứ ba thôi. Bởi vì sao? Nhận thức non nớt, kiến thức hành xử trong hôn nhân không có, và không biết cách làm sao để cho người đàn ông yêu mình một cách đúng nghĩa, thì bạn đơn giản chỉ là một cái cô gái người ta gọi vào trong khách sạn. Tôi không muốn nói cái lời nó quá đáng, nói lời quá đáng mình rất là tội cho các bạn, mà thực tế nó như vậy, mình còn thua một cô gái làm ngành, nói thẳng với các bạn như vậy. Tại vì sao? Bạn không rõ ràng trong nhận thức, bạn chấp nhận sự lừa dối của kẻ khác, bạn đang tự lừa dối mình, bạn đừng có trách người khác lừa mình. Bạn còn không nhận biết ra rằng mình cũng đang tự lừa mình để giúp cho anh ta lừa mình. Bạn hiểu rõ câu này không? Bạn lừa dối chính bạn để giúp cho anh ta lừa bạn, chứ anh ta không hề lừa bạn nếu bạn không muốn cho anh ta lừa. Hiểu nhé? Làm người thì cũng có những lúc sai lầm. Vượt qua thì mình sẽ vượt qua được. Còn tâm lý mình không muốn vượt qua, mình đau khổ. Ủa đâu? Đau khổ vì cái gì? Nếu mà bạn nói rằng bạn đã có được cái giây phút yêu anh ta, thích anh ta trong một cái giai đoạn đó, bây giờ bạn muốn tiếp, có phải là bạn đau khổ vì không làm được người thứ ba tiếp tục không? Đó. Tôi có những cái video là người thứ ba đau khổ nhất vì sao? Vì không được làm người thứ ba, là giống như bạn đó. Không được người đàn ông có vợ tiếp tục yêu, không được người đàn ông tiếp tục gọi vào khách sạn để ngủ, thì người đàn bà nó vô cùng đau khổ. Không được người đàn ông có vợ nuôi dưỡng bằng tin nhắn, bởi vì mình khác tình ấy, thì mình sẽ rất là đau khổ, không cam tâm, và cho rằng mình là nạn nhân trong cái vấn đề này. Nếu mà mình là nạn nhân như vậy, mình không đứng dậy, mình sửa sai, mà mình lại tiếp tục muốn làm nạn nhân tiếp. Bạn đã cảm thấy mình là nạn nhân trong câu chuyện này, nhưng mà bạn lại muốn anh ta quay trở lại và làm cho bạn trở thành nạn nhân tiếp. Bạn thấy cái sự cố chấp của mình không? Thế nên á, đừng có nói anh ta lừa. Bạn đang cố giúp đỡ anh ta để làm cho anh ta lừa bạn. Bạn này hiểu nha. Nên là bây giờ mình phải bình tâm. Khi nào mà mình cảm thấy cái hành động của mình sai, mình tự ghê tởm bản thân mình cảm thấy người thứ ba là một cái điều tồi tệ xấu xa, thì bạn mới ngừng lại được. Còn tư duy của bạn không có nghĩ rằng đây là một việc sai, đây là một cái điều thậm tệ, thì bạn sẽ không thoát ra được cái cơn u mê đó đâu. Bạn chỉ cần ngồi bình tĩnh lại, nhìn nhận, xem cái video này, xem đi xem lại, xem tới xem lui để mà mình thức tỉnh. Đó, lời thật thì mất lòng, nhưng mà có những cái kiểu dạng thuốc nó phải đắng như vậy thì bạn mới hết được cơn bệnh. Khi mà mình nhìn vào sự việc nó một cách thực tế bằng cái đôi mắt thật, chứ không phải là một cái đôi mắt gọi là ngôn tình á, thì bạn mới giải quyết được cái vấn đề của mình bạn nhé. Đi qua nỗi đau bạn sẽ có sức mạnh, đi qua nỗi đau bạn sẽ thấy rằng mình khôn lớn và trưởng thành hơn. Đừng có để đàn ông lường gạt mình bởi vì những cái dòng tin nhắn khi mà bạn trở thành một người thứ ba khác tính bạn nhé. Xin trân trọng và chào các bạn.